Cảm ơn quý vị bằng diễn màn hình. Để tiếp tục, Bích Phượng cứ mời quý vị thưởng thức chương trình Kể Chuyện Lịch Sử. Khi nói về lịch sử của một dân tộc hiền hòa qua bao nhiêu là gian nan, thì phải dùng lời văn, lời thơ ngọt ngào, dòng tân nhạc hùng hồn hay cổ nhạc truyền cảm thì mới diễn tả được hết cái cảm xúc khi nghe chuyện thăng trầm của đất nước. Chuyện hôm nay là chuyện của vua Lê Đại Hành. Vua Lê Đại Hành là một ông vua thời Tiền Lê, tên thật là Lê Hoàng. Ông là một tướng tài của vua Đinh Tiên Hoàng. Khi vua Đinh Tiên Hoàng và con trai bị ám sát, thì xứ ta đứng trước nguy cơ giặc Tống lăm le xâm lấn biên cương, nội chiến trong nước. Ấu chúa con của Đinh Tiên Hoàng và Dương Vân Nga mới 7 tuổi. Lê Hoàng lúc đó là tướng chỉ huy cả nước. Đêm ngày giáp trận sời thần, chống giặc Bắc bên ngoài, dẹp nội chiến bên trong, chiến thắng vẻ vàng trên khắp mặt trận, cả trái tim hoàng hậu Dương Vân Nga, để tình nhà tình nước được song đôi. Một tay nắm vững sang hà, một tay nâng đỡ cành vàng Vân Nga. Minh Vương đứng giữa trào ca, giữ cho non nước trang hòa lửa thiền. Chương trình Kể Chuyện Trong Lịch Sử. Ngô Quyền làm vua được 26 năm thì mất, con cái tranh giành ngôi vua, loạn lạc nổi lên khắp nước. Mỗi người hùng cứ một nơi, tạo nên cảnh 12 sứ quân, tức là thập nhị sứ quân đó. Đinh Bộ Lĩnh là người dẹp 12 sứ quân lên ngôi hoàng đế, xưng hiệu là Đinh Tiên Hoàng và dời kinh đô về Hoa Lư. Lúc đó là tướng chỉ huy cho cả nước, xâm pha trận mạc, đêm ngày giáp trận rồi thân, chống giặc Tống ở biên cương, còn phải lo dẹp tan nội chiến. Triều thần khuyên Dương Vân Nga lập Lê Hoàng lên làm vua, như vậy ấu chúa sẽ trở thành phế đế. Đây là một sự sáng suốt cả hy sinh đáng phục của Dương Vân Nga khi chấp nhận lời khuyên này. Có người trách sao Dương Vân Nga không ở vậy thủ tiết. Có người nói Dương Vân Nga là hoàng hậu, là bậc mẫu ngay thiên hạ, là cha mẹ của thần dân mà lại lấy dân làm chồng. Chúng ta hãy nghe Dương Vân Nga tâm sự thì sẽ thấy người đàn bà đó thông minh và yêu nước yêu dân như thế nào. Nếu muốn cho cờ Nam còn uy nghi phất phới thì núi sông này phải giao cho kẻ anh hùng, xin cho thiếp theo ý của quần thần. Một lại này thiếp xin chịu lỗi, áo thiên nhang cho dũng tướng hoàng vai. Tiên vương ơi, thiếp thà gìn giữ sơn hà còn hơn thấy cảnh nước nhà hư vong. Nếu sử ngàn sao còn chê trách thì Vân Nga xin chịu tội với Tiên Hoàng. Quý vị có thể thưởng thức những lời nhân nghĩa này trong YouTube video Cổ Nhạc Nguyễn Thanh Long. Sau đây xin kể chuyện vua Lê Đại Hành, không những giỏi về cầm binh giữ nước mà còn phát huy văn hóa cho toàn dân. Xin nghe chuyện Người Lái Đò Trên Sông Nhị, diễn tả cảnh một vị sư An Nam giả làm người lái đò đưa sứ tàu sang sông. Trên dòng sông mênh mông, họ trao đổi thi thơ sướng họa, luận bàn triết lý, làm sứ tàu phải thán phục và kính nể người Nam. Mau phố lục thủy hồng
ngó ghen trời. Thank you.